Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là 6:05 các bạn ơi, thứ ba ngày 26 tháng 9 nha. Thì hôm nay mình tới cử phun kích kéo cửa ba nha các bạn. Thì nói chung là hôm nay dạo này mưa quá, là mưa các bạn, mưa nhiều quá. Đúng ra thì cửa ba cách cửa hai là 7 ngày các bạn, nhưng mà mình thì hôm nay mới cách có 6 ngày thôi nha. Thấy mưa nhiều quá nên mình rút ngắn lại cái thời gian phun xịt các bạn ơi. Thì mình làm đoạn video ngắn á, chủ yếu là cập nhật chia sẻ với các bạn để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sồi, xử lý sồi của mình theo từng giai đoạn các bạn. Này gà rất là đẹp rồi nha các bạn. Từ trên xuống dưới luôn các bạn ơi. Này chỗ thoát hết rồi các bạn ơi. Quá là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn ơi, hôm nay gà tính ra cũng hài được 2 lóc tai rồi nha các bạn. Rất là mạnh, rất là đều luôn các bạn. Có hiện tượng sâu ăn các bạn ơi, đen đen bông rồi nha. Thì hôm nay mình phun là cũng đúng thời điểm luôn. Các bạn thấy gà rất là mạnh luôn. Từ trên xuống dưới luôn các bạn. Hiện tại 6:30 nha các bạn, thứ ba ngày 26 tháng 9 đây. Gà quá là đẹp luôn các bạn ơi. Quá là đều luôn các bạn. Lên gà từ trên xuống dưới luôn, quá là ok luôn các bạn ơi. Quá là đẹp luôn nha các bạn. Đây
Đây các bạn thấy nè, rồi thì các bạn xem sơ thì các bạn cũng nắm được cái giai đoạn nha các bạn. Rồi mình hiện tại đang ra 1-2 lóng tai các bạn ơi, có số cũng nhóm đầu luôn đây. Thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cách mình áp dụng thuốc nha, liều lượng như thế nào và sử dụng thuốc gì giai đoạn này nha các bạn. Chủ yếu là chia sẻ các bạn để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn thôi các bạn. Quá là ok các bạn ơi, từ trên xuống dưới luôn. Rồi các bạn ơi, thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua cái giai đoạn sòi của mình hiện tại nha các bạn. Sau kích cửa 2 được 6 ngày, tổng thể từ đầu tới cuối luôn á, thì từ cửa 1 đến cửa 2 luôn, hiện tới thời gian hiện tại là 16 ngày sau kích nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy là tình hình sòi mình nó ra hoa rất là đạt nha các bạn. Thì cái đợt sòi này, cái lô sòi này mình kích thì chủ yếu là cắt và lọc thôi nha các bạn, không có đài loan thì mình dự định để kích cái dịp Tết Nguyên Đán các bạn ơi, chủ yếu là cắt và lọc thôi. Thì mình có chia sẻ những dòng thuốc mình thay đổi cách sử dụng cho thấy hiệu quả đó, cũng nhiều bạn comment hỏi mình là đối với Đài Loan như thế nào, anh kích Đài Loan hay không. Thì sẵn video này mình cũng nhắc lại nha, Đài Loan thì mình đợt này mình không có kích các bạn, mình chỉ kích cắt và lọc thôi. Đài Loan thì mình dự định là mình xử lý sòi Tết nha. Thì các hoa lọc hiện tại tình hình ra hoa thì các bạn cũng thấy rồi, ra 1 lóng tai, 2 lóng tai, rồi có số thì nứt đầu lũ cửa, nói chung tỷ lệ ra rất là mạnh nha các bạn, hầu như là 70-80% nha. Thì hôm nay mình bắt đầu vuốt thêm một cử 3 cũng là cái cử cuối, rồi sau lại thì mình quay lại chăm sóc hoa các bạn ơi. Thì mình tiếp tục là sử dụng vô thái F5 nha các bạn, vô thái chem F5 này các bạn, chiên kích kéo cửa 3 và 4. Đây các bạn thấy đây cái bao bì của cái túi thuốc F5 các bạn, nó là dạng mũ trong nha, mình thấy thuốc bên trong là thuốc bên trong của đó, với F5 này là cái ruột màu vàng nha các bạn, để các bạn dễ nhận biết nha. Khi mà các bạn tìm mua để sử dụng thì các bạn lưu ý là đối với F5 là cái ruột bên trong màu vàng, để các bạn dễ dàng nhận biết hàng chính hãng và không chính hãng các bạn. Đây. Còn cái túi F4 của mình thì nó cũng mũ trong, mình cũng thấy thuốc bên trong luôn. Màu thuốc của F4 thì cái màu hồng hồng hường hường các bạn. Còn riêng về F5 là màu vàng nha. Thì gói như thế này là 650g. Mình sử dụng được một phi 220 lít nước nha các bạn. Các bạn xem lại cái công ty vô thái chem nha, là địa chỉ là số 7C Trương Thị Ngào, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chứ không ở bất kỳ cái tỉnh thành nào khác nha các bạn, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Rồi thì mình kết hợp thêm một gói combi và một gói F6 các bạn. Về cái trường hợp F6 này thì các bạn thấy đây, khắc phục chai nín cửa, tăng cường chuyển hóa, kích hoạt toàn diện, kích kháng sinh học, giải độc chống chết, kích hoạt tất cả các bộ phận và vòng đời của cây. Thì riêng về cái trường hợp F6 này, những trường hợp các bạn mà đã sử dụng kích kéo, kích trước 3-4 cử gì đó, 2-3 cử gì đó mà nó không ra, là nó có hiện tượng chai nín cửa rồi, các bạn có thể tăng liều nha, tăng liều gấp 2 lần, tức là 2 gói như thế này các bạn sử dụng cho một phi. Còn trường hợp mình bình thường á, thì mình cứ sử dụng một gói 10g cho một phi là ok các bạn. Đây các bạn thấy đây, thì cái về cái liều lượng sử dụng nè, từ 10 đến 20g cho 200 lít nước. Thì trường hợp mình, nếu mà mình đã có hiện tượng chai nín cửa rồi thì các bạn cứ tăng liều nha, 2 gói cho một phi. Rồi tiếp theo thì giai đoạn hiện tại sòi cũng lú cửa và hoa 1-2 lóng tai, thì mình kết hợp thêm tin spe nha, với cái liều là 50cc. Về cái giai đoạn hiện tại luôn cũng rất là quan trọng các bạn, sòi bắt đầu ra hoa nha, thì vấn đề sâu ăn bông thì tất nhiên sẽ có, các bạn không thể nào tránh khỏi nha. Thì mình sử dụng Kiwood Singapore với cái liều là 200cc cho mỗi phi. Rồi mình sẽ áp dụng thực tế để cho các bạn thấy rõ hơn, dễ hiểu hơn nha, những bạn mới dễ dàng nắm bắt, dễ dàng tiếp cận các bạn. Thì như mình đã nói nha, F5 là sử dụng một gói cho một phi,
trường hợp xoài của mình tỷ lệ ra hoa cũng khá là cao rồi các bạn, 60-70% rồi. Thì mình chỉ sử dụng riêng một F5 thôi, mình không có phối thêm F4 nha. Nếu trường hợp các bạn xoài ra chậm ra yếu thì có thể phối thêm 200g F4 các bạn. Các bạn thấy thuốc màu vàng rất là đẹp nha. Màu sắc thì để mình dễ dàng phân biệt đâu là hàng chính hãng và không chính hãng nha các bạn. F4 là màu hường, còn F5 là màu vàng nha. Một gói F6 chu vi thứ nhất nha các bạn. Tiếp theo thì gói F6 chu vi thứ hai. Thì chỉ có thực tế như thế này á, cho những bạn mới biết kênh mình á, để các bạn dễ dàng nắm bắt, dễ dàng cọ sát thôi. Chứ còn nhiều khi nói không á, gì không thể nào hình dung, không thể nào hiểu được các bạn. Vì lý do là bạn mới thì nói chứ các bạn cũng khó tiếp cận lắm. Chỉ có thực tế mới dễ dàng. Và tiếp theo thì một gói combi nha các bạn. Chu vi thứ nhất. Rồi combi phi thứ hai, rồi tiếp theo thì tin super với cái liều là 50cc cho mỗi phi nha các bạn. Phi của mình là phi 220 lít nước nha các bạn, lưu ý nha. Thì cách mình áp dụng xử lý như thế nào mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ nói lên để cho các bạn tìm hiểu nha. Nếu cần thiết thì có thể vận dụng áp dụng, còn không thì chỉ xem cho vui, xem cho nó giải trí thôi các bạn. Rồi cuối cùng thì về thuốc sâu nha các bạn, để bảo vệ giai đoạn cửa các bạn ơi, sử dụng dữ liệu là 200cc đối với Kiwood Singapore nha. Cống trắng của mình là cống 100 nha, hai cống là 200. Rồi tiếp theo thì phi thứ hai. Xoài mình trường hợp mà lú cửa các bạn thấy như thế, chứ mình không có kích kéo, không có dưỡng, mình không có phun thuốc để hỗ trợ hoa nó chỗ thoát các bạn, cửa chỗ thoát thì mưa gió nhiều nó rất dễ là bị chai nín lại nha các bạn, đừng có ý giai đoạn đó nha. Rồi để mình điểm sơ là tất cả dòng thuốc mình áp dụng kích kéo cửa ba các bạn, chống chai nín cửa nha, giúp hoa chỗ thoát. Thì dòng thuốc thứ nhất là mình sử dụng là F5 voi thái chem. Gói của nó là 650g nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, F5 ruột bên trong màu vàng nha. Và cái dòng thuốc thứ hai là khắc phục tình trạng chai nín cửa, kích hoạt tất cả các bộ phận và vòng đời của cây, là gói 10g nha các bạn, F6. Tiếp theo là combi, là dòng chung quy lượng. Tiếp theo là tin super, thuốc bệnh dữ liệu 50cc. Cuối cùng là thuốc sâu Kiwood Singapore dữ liệu 200cc. Tất cả mình áp dụng cho phi của mình là phi 220 lít nước các bạn ơi. Rồi thì giờ mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn. Rồi bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Cây mang trái cũng khá là nhiều nha các bạn, nhưng mà ra bông khá là tốt luôn. Đây. Quá là đẹp các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.